Nào bây giờ chúng ta học bài nhá. Ở trong cái bài toán trung bình cộng ở đây thì các bạn cần lưu ý như sau này. Ta có phần cái thứ cần nhớ. Đó một này là tìm số trung bình cộng. Được chưa? Tìm số trung bình cộng thì bây giờ các bạn cần chú ý ta có như sau này. Ví dụ bây giờ người ta cho hai số, đúng không? Thì ta phải xác định được đó là trung bình cộng của chúng ta ấy. Trung bình cộng, số trung bình cộng của các số thì nó sẽ bằng tổng chia số các số hạng. Được thế nào? Số trung bình cộng ở đây. Số trung bình cộng thì nó sẽ là bằng tổng chia cho số các số hạng. Được chưa? Trung bình cộng thì nó sẽ bằng tổng chia cho số các số hạng. Tiếp theo, vậy thì bây giờ cụ thể chúng ta sẽ có như sau. Cụ thể nào? Cụ thể ta có như sau, trung bình cộng. Trung bình cộng chúng ta viết tắt là TBC nhá. TBC của hai số thì nó sẽ là bằng tổng chia cho 2. Được chưa? Tiếp theo, trung bình cộng của ba số thì nó bằng tổng chia cho 3. Có đúng không? Tiếp theo là trung bình cộng của bốn số thì nó bằng tổng chia cho 4. Được chưa? Trung bình cộng của hai số thì bằng tổng chia 2, trung bình cộng của ba số thì bằng tổng chia cho 3. Và trung bình cộng của 4 số thì bằng tổng chia 4. Được chưa nào? Cái vấn đề số 2 của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ có một cái vấn đề liên quan đến trung bình cộng của một dãy số dãy số cách đều. Vấn đề số 2. Trung bình cộng của một dãy số cách đều. Được chưa? Thì nó sẽ là bằng số đầu cộng với số cuối chia cho 2. Được chưa? Và đến khi nào lên lớp 5 thì thầy các con có thể chứng minh. Còn lớp 4 thì các con cứ nhớ như thế này cho nó đỡ mất công. Chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh được đó là trung bình cộng của một dãy số cách đều nó bằng số cuối cộng số đầu chia cho 2. Được chưa nào? Đấy. Thì đó là hai cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết trong buổi học hôm nay. Chúng ta sẽ có buổi sau thì chúng ta sẽ học liên quan đến các cái bài toán nâng cao hơn nữa về trung bình cộng. Đó là bài toán bằng trung bình cộng này, nhiều hơn trung bình cộng này và ít hơn trung bình cộng. Thì đó là những cái bài chúng ta thường xuyên gặp ở trong cái chương trình lớp 4 của chúng ta. Được chưa? Ok. Chúng ta sẽ làm nháp với thầy các cái ví dụ này. Đề bài người ta yêu cầu này, tìm trung bình cộng của các số sau: A 34, 44, 36, đúng không? Vậy thì bây giờ ta sẽ có câu A như sau. Ta có đầu tiên các con phải tính cho thầy tổng của ba số là, tổng của ba số là bao nhiêu? Tổng của ba số là 34 này. 34 cộng với 44 cộng 36 là bằng bao nhiêu? 34 cộng 44 cộng 36 là bằng bao nhiêu nhỉ? 44 cộng 36 là bằng 80 à? 114. Đúng không? Vậy thì bây giờ tổng của ba số là bằng 114. Mà trung bình cộng thì nó bằng tổng chia số các số hạng của nó. Vậy trung bình cộng của ba số là? Trung bình cộng của ba số là bao nhiêu? Nó sẽ bằng 114. 114 chia cho 3, đúng không? Hoàng Phúc biết đặt chia cái này cho con. Ok. Vậy bây giờ 114 chia 3 này, 11 chia 3 được mấy? Được 3. 24 chia 3 được mấy? 38. Được chưa? Đây là câu A của chúng ta. Câu B nào? Hả? Đúng rồi. Trình bày giống như thế rồi. Câu B nào? Chúng ta có 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5 số. Đúng không? 5 số à? Chắc không? Chắc câu B để đúng đấy. Ok.
1, 2, 3, 4, 5 số đúng không? Ta có câu B ở đây. Tổng của 5 số là bao nhiêu? Tổng 5 số là bao nhiêu nào? 2 cộng 4 cộng 6 cộng 8 bằng 30. 2 cộng 4 cộng 6 cộng 8 cộng 10 bằng 30. Đúng không? Vậy trung bình cộng. Trung bình cộng. Trung bình cộng của 5 số nó sẽ là 30 chia mấy? Chia 5 bằng 6. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ có cách thứ hai để làm sau. Cách 2 nào. Cách 2. Ta có này. 2, 4, 6, 8, 10 là một dãy số cách đều. Đúng chưa? Là một dãy số cách đều. Vậy thì khi 2, 4, 6, 8, 10 là một dãy số cách đều thì các con sẽ có được đó là gì? Đó là trung bình cộng của dãy số nó là bao nhiêu? Số đầu là bằng 2 cộng số cuối chia cho 2 là bằng mấy? Bằng 6. Ok, đơn giản chưa? Đó là cách 2 của chúng ta. Có chứ, cách 2. Cách 2 thì đó là cái nền tảng kiến thức để cho chúng ta làm câu C này này. Đúng không? Câu C nào. Câu C sẽ có như sau. 9, 10, 11 đến 100 đến 101. Đúng không? Thì làm một dãy số cách đều đúng không? Cái này nó là một dãy số được chưa? Là một dãy số cách đều. Vậy thì bây giờ khi nó là một dãy số cách đều thì ta có là trung bình cộng của dãy số ở đây là bao nhiêu? Đúng rồi. Chúng ta sẽ lấy số đầu cộng số cuối chia 2, tức là 9 cộng với 101 chia cho 2 thì nó bằng 110 chia 2, tức là bằng 50 mấy? 55. Đó. Vậy chúng ta sẽ có đáp số câu A. Nó sẽ là 38. Câu B nó sẽ là 6. Và câu C nó phải là bao nhiêu? 55. Được chưa? Đó. Đấy. Vậy thì thông qua cái bài tập này thì các con đã biết được một cái phần mới nữa, đó là trung bình cộng của một dãy số cách đều. Thì các con sẽ lấy số đầu của số cuối chúng ta chia cho 2. Và cái công thức này hoàn toàn chúng ta có thể chứng minh được. Bạn nào có thể chứng minh được công thức này? Bây giờ thì sẽ có một cái bài tập mở rộng như sau. Xem các bạn làm như nào. Mở rộng nào. Yêu cầu chứng minh công thức đó là trung bình cộng của một dãy số cách đều nó bằng số đầu cộng với số cuối chia cho 2. Đó, yêu cầu chứng minh công thức này nào. Bắt đầu chứng minh được. Chúng ta sẽ quan sát và phân tích như sau. Các bạn ghi rõ có thể. Quan sát và phân tích. Quan sát và phân tích ở đây. Các bạn lưu ý nhé. Thì đối với cái bài toán này, chúng ta có như sau. Chúng ta có thứ nhất, đó là trung bình cộng. Thì nó bằng tổng chia cho số số hạng. Có đúng không? Bằng tổng cho số số hạng. Các con ghi vào luôn đi. Cái thứ hai đó là tổng của dãy số cách đều. Dãy số cách đều. Nó lại là bằng số cuối cộng với số đầu
Có. Nhân số số hạng. Sau đó chia cho 2. Có đúng phải là chúng ta có hai công thức này không? Đấy, bên trên là những gì ta có. Đấy. Ta gọi là trung bình cộng thì nó bằng tổng chia số số hạng. Vậy thì lúc này tổng của dãy số cách đều nó bằng số cuối cộng số đầu nhân số số hạng chia 2. Vậy thì lúc này ta sẽ có như sau. Trung bình cộng của dãy số. Trung bình cộng nhá. Nó sẽ bằng tổng này chia cho số số hạng. Đúng không? Thì có phải là bằng số cuối cộng số đầu cộng với số đầu nhân với lại là số số hạng chia cho 2 trong ngoặc. Được chưa? Trong ngoặc nhá. Chia tiếp cho mấy? Số số hạng ơi. Ok. Rồi ok. Các bạn dừng bút một chút này. Các bạn dừng bút một chút nhìn lên bảng thầy 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 thầy, thầy hướng dẫn này. Bảo Sơn, chú ý vào Bảo Sơn. Bảo Sơn. Nhìn lên bảng. Chú ý lên bảng. Lưu ý nhá. Ta có này, trung bình cộng thì nó bằng tổng chia cho số số hạng. Được chưa? Mà tổng thì nó bằng số cuối cộng số đầu nhân số số hạng chia 2. Đúng không? Chúng ta lại phải chia tiếp cho số số hạng chưa? Có đúng nào? Đây, cái này từ đây xuống đây. Còn cái đấy là chính là bằng tổng. Được nào? Đây là bằng tổng này. Vậy thì lúc này các bạn nhìn thế này, số số hạng chia số số hạng hết chưa? Thì nó còn số đầu cũng số cuối chia 2. Cộng số cuối chia cho 2. Được chưa? Đó. Thì cái chứng minh này thì các bạn sẽ tập quen dần đi. Và lớp 5 chúng ta sẽ hiểu cái này nó rõ hơn. Nào bây giờ chúng ta sẽ có bài tiếp theo. Nào bây giờ các bạn chú ý ta có sau này. Để phục vụ cho công tác phòng chống Covid-19, một bệnh viện dã chiến đã thực hiện xây dựng 3 dãy nhà ABC, trong đó dãy A thì có đủ phòng cho 140 người. Đúng không? Dãy B là 132 người và dãy C là 136 người. Vậy tổng số người mà 3 dãy có đủ phòng nó sẽ là bao nhiêu? 140 cộng với 132 cộng với 136 bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng bao nhiêu nhỉ Thu Anh nhỉ? Ba này còn lại là bằng bao nhiêu? Chỗ này cơ. 408 à? 408 người. Vậy thì trung bình mỗi dãy đủ phòng cho số người là bao nhiêu? 408 chia 3. Trung bình mỗi một dãy của chúng ta thì nó đủ phòng cho bao nhiêu? Được chưa? Trung bình mỗi một dãy thì nó sẽ đủ phòng cho bao nhiêu nào? 408 chia cho bao nhiêu? 408 chia cho 3 là bằng bao nhiêu nhỉ? 136. 136 người. Đáp số là 136 người. À, trong đợt giãn cách xã hội nào, một đoàn từ thiện ủng hộ cho người dân ở vùng dịch một số đoạn đua, trong đó có La Vie nó là bao nhiêu? 2.000 chai. Được chưa? Trong đó là có 2.000 chai. Số chai nước lọc Dasani. Chả Dasani. Thì nó là nhiều hơn La Vie. Nó là bằng 2.000 cộng với 850 là bằng 2.850 chai. Đúng không? Và cái Dasani này nó là ít hơn Aqua. Tức là Aqua của chúng ta nó sẽ là bằng 2.850 cộng mấy? Aqua đấy thì có thể ghi là Aqua thôi. Cộng 960 là bằng bao nhiêu?
3810 chai. Vậy tổng số chai có 3 loại là bao nhiêu? Tổng số chai của 3 loại là bao nhiêu? Ta có nào? Tổng số chai của 3 loại ở đây nó sẽ là bằng 2000 này. Cộng với 2850 cộng với 3810 bằng bao nhiêu? 8660. Đúng không? Chai. Vậy trung bình mỗi loại có số chai sẽ là bao nhiêu? Trung bình mỗi loại có số chai. Ở đây nó sẽ là 8660 chia cho 3. Đúng không? Bằng bao nhiêu? 8660 chia 3 bây giờ thầy đặt chia này. Nhưng mà nào mà chưa biết thì chúng ta sẽ ấy này. 8660 chia cho 3 nhá. 8 chia 3 được 2, 2, 3 là 6. 6 trừ đi còn 2, hạ 6 xuống là 26. 26 chia 3 là được mấy? 8, 8, 3, 24. Trừ đi 26 hạ xuống cũng được 8 luôn. 8, 3, 24. Ơ, không hết à? Sửa lại thầy, đây là 961 chai. 961 sửa lại. Sửa lại 961 thì nó là 3811 cộng 3811 thì nó là 61, chia hết luôn. Đúng không? 8324 trừ đi còn bao nhiêu? 2 hạ xuống 21 chia 7. 2887 chai. Đáp số 2887. Được chưa nào? Chúng ta sẽ sửa lại ở 961. Nào bây giờ có như sau này. Lan đọc một cuốn truyện trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 30 trang, đúng không? Ngày thứ nhất này. Ngày thứ nhất là đọc được là 30 trang. Ngày thứ hai là đọc được là 30 cộng 12 là bằng 42 trang. Ngày thứ ba là bao nhiêu? Ngày thứ ba chúng ta nó gấp đôi ngày thứ nhất, đúng không? Thì nó là 30 nhân 2 là bằng 60 trang. Được nào? Vậy tổng 3 ngày là bạn Lan đọc được là bao nhiêu? Là 30 cộng với 42 cộng với 60 bằng 132 trang. Vậy thì bây giờ trung bình mỗi ngày đọc được là bao nhiêu? Trung bình mỗi ngày Lan đọc được. Trung bình mỗi ngày Lan đọc được là bao nhiêu? Ở đây sẽ là 132 chia cho mấy? 132 chia cho 3 nhỉ? Là 44 trang. Và ở đây chúng ta sẽ có đáp số là bao nhiêu? 44 trang. Đúng không? Nào bây giờ chúng ta có như sau. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội mà diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Sơ đồ bố trí chỗ ngồi các cái vòng tròn như hình vẽ, được chưa? Vòng thứ nhất là 40 này, 60, 80, 100, 120, 140, 160, đúng không? Như hình vẽ, hỏi nếu bố trí chỗ ngồi thành các hàng thẳng hàng mà mỗi hàng có số ghế bằng nhau thì mỗi hàng phải bố trí bao nhiêu chỗ ngồi, đúng không? Tức là các vòng này phải thành các hàng. Chúng ta có mấy vòng? 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng, 6 vòng, 7 vòng. Đúng không? Đấy, phải có phần vẽ
Không, 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 không cần vẽ. Vậy thì chúng ta sẽ tính ra tổng số đại biểu tham gia là bao nhiêu, đúng không? Chúng ta có nào, tổng số đại biểu tham gia. Tham gia là bao nhiêu? Các bạn lấy 40 này, cộng 60, cộng với 80, cộng 100, cộng 120, cộng 140, cộng 160 bằng bao nhiêu nhỉ? Mấy? 700. Bằng 700 đại biểu. Vậy bây giờ khi chia thành 7 hàng, khi chia thành 7 hàng thì mỗi hàng có số người là bảy trăm chia cho bảy bằng 100 người. Nào bây giờ chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Biết điểm kiểm tra, biết điểm hai bài kiểm tra toán của Hùng là 6 điểm và 8 à, 6 và 8 đúng không? Hỏi điểm bài kiểm tra thứ ba của Hùng phải đạt bao nhiêu điểm để trung bình các bài kiểm tra của toán là 8 điểm. Được chưa? Vậy các bạn lưu ý như sau này, ta có nhá. Ta có là trung bình cộng thì nó bằng tổng chia mấy? Tổng chia cho 3 đúng không? Chia cho 3, à đây là 3 số đúng không? 3 bài. Vậy thì tổng của chúng ta nó phải bằng bao nhiêu? Tổng nó phải là bằng trung bình cộng nhân mấy? Nhân hay 3. Vậy thì các con sẽ có ngay là tổng số điểm của 3 bài kiểm tra sẽ là bao nhiêu? Tổng số điểm tám nhân ba bằng 24. 8 nhân 3 là bằng 24 điểm. Yeah. 8 nhân 3 là bằng 24 điểm. Vậy thì bây giờ hai bài đầu của chúng ta nó là 6 và 8 rồi. Vậy số điểm bài thứ ba sẽ là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Lấy 24 này, trừ đi 6 này, trừ đi tiếp với 8 này là bằng 10 điểm. Đúng không? Đấy, dính một con 6 thôi là phải bù lại bằng một con 10. Vậy đáp số chúng ta là bao nhiêu? Rồi, ok, chúng ta sẽ tập trung sang bài tiếp theo này. Mỗi một bước con chuột có thể nhảy lên một hoặc hai bậc. Hỏi con chuột có bao nhiêu cách khác nhau để lên nhảy lên bậc thứ 4. Nào, bây giờ có sao? Đúng không? Đây là con chuột của chúng ta là đúng không? Nào, tôi có sau này. Mỗi bước con chuột có thể nhảy lên một hoặc hai bậc. Hỏi con chuột có bao nhiêu cách khác nhau để nhảy lên bậc thứ tư này. Ta có 4 của chúng ta này. Nó bằng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1, đúng không? Nhảy từng bậc một. 4 của chúng ta nó sẽ là bằng 1 cộng 2 cộng 1. 4 nó sẽ bằng 1 cộng 1 cộng 2. Nào nào nào. 4 nó sẽ là bằng 2 cộng 1 cộng 1, đúng không? Vậy tiếp theo nữa là 4 nó bằng bao nhiêu? 4 nó bằng 2 cộng 2. Đúng không nào? Tức là nó nhảy một bậc, một bậc, một bậc, một bậc. Tiếp theo nhảy một bậc, sau nhảy hai bậc, sau nhảy một bậc, đúng không? Sau nhảy 1 1 2, sau nhảy 2 1 1, sau nhảy 2 2. Vậy nó sẽ có mấy cách? Có vẽ vào. Có 5 cách. Được chưa? Đó.